Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của tuổi bóng đá. Kính thưa quý vị, như vậy là đội bóng của Quang Hải, câu lạc bộ Pau FC đã có được trận thua thứ ba rồi. Vậy này thì mọi thứ đang là khá tệ dành cho đội bóng này. Một khởi đầu có thể nói rằng không hề hoàn hảo một chút nào cả. Và đội bóng của Quang Hải này có thể đang nói rằng là đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Và vừa qua thì một câu chuyện liên quan đến màn trình diễn của chính Quang Hải trước một đội bóng, đó là câu lạc bộ Quevely. Một trận đấu mà Quang Hải đã vào sân từ băng ghế dự bị, và thậm chí thì những cầu thủ của Pau FC, báo chí và thậm chí là các cổ động viên của câu lạc bộ này đã tỏ ra không hài lòng khi mà Quang Hải vừa qua thi đấu không thành công và không ngăn cản được một cầu thủ bên phía đội bạn ghi bàn trong trận đấu tại vòng 5 của giải League 2. Cụ thể đó là phút thứ 76 trong trận đấu giữa câu lạc bộ Pau FC và câu lạc bộ Quevely thì hậu vệ gốc Việt Rexon Pennant Quang Vinh đã dâng cao lên tấn công. Khi đó thì tỷ số đang là 1-1 và Quang Hải thì cũng chỉ mới vào sân trong thời điểm đó mà thôi. Tiền vệ sinh năm 1997 thì cũng đã rất cố gắng để lùi về phòng ngự. Thế nhưng đường truyền của Quang Vinh đã gây ra cho tất cả những sự bất ngờ. Quang Hải khi đó thì không thể ngăn cản được dắt sân Quang Vinh kiến tạo cho cầu thủ Gustavo Sangare ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 dành cho đội bóng của đội bạn. Quang Hải khi đó thì cũng đã phát hiện ra cái pha di chuyển của cầu thủ này. Thế nhưng ở một vị trí không thực sự phù hợp và tốt nhất, cho nên Quang Hải đã không thể ngăn cản được cú dứt điểm của cầu thủ đội bạn. Đương nhiên đây là một pha bóng mà đội bạn phối hợp quá hay, và đương nhiên hàng phòng ngự của câu lạc bộ Pau FC trong một trận đấu mà họ đã mắc quá nhiều những cái sai lầm. Và một điều đáng chú ý nhất đó là một đồng đội của Quang Hải của câu lạc bộ Pau FC lại tỏ ra không hài lòng và phản ứng vô cùng gay gắt với chính Quang Hải. Đương nhiên đây sẽ là điều mà huấn luyện viên Thô Lô không hề mong muốn một chút nào. Khi mà đội bóng này đang gặp khó khăn và họ cần phải nỗ lực để vượt qua những khó khăn để vượt lên. Thế nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải chịu nhờ thất bại với tỷ số đó là 1-2 mà thôi. Và trong 20 phút có mặt ở trên sân thì Quang Hải cũng không thể hiện được nhiều. Ngoài tình huống đá phạt góc để cho cầu thủ Myron Gregory dứt điểm thẳng vào vị trí của thủ môn, thì có thể nói rằng trận đấu vừa qua Quang Hải chơi khá mờ nhạt, chơi không thực sự tốt. Anh bị kẹp cực chặt mà không kết nối được với các đồng đội ở trên hàng công. Và đây cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp mà Quang Hải đã phải ngồi từ băng ghế dự bị. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vừa qua thì Quang Hải cũng đã có những thời điểm được ra sân đá chính ngay từ đầu. Thế nhưng không cho thấy được sự hiệu quả khi mà thi đấu ở vị trí như vậy. Quang Hải có thể chơi mức tròn vai và tạo ra một vài những pha bóng đáng xem. Thế nhưng đóng góp cụ thể của Quang Hải dành cho đội bóng này. Và đương nhiên cái điều quan trọng nhất đó là về mặt lối chơi. Thực sự là với lối chơi của câu lạc bộ FC như thế này thì thực sự khiến các cổ động viên của Việt Nam chúng ta còn cảm thấy chán nản và nói rằng không buồn xem nữa. Và thứ hai nữa là chúng ta hãy nhìn xem hàng phòng ngự của câu lạc bộ Pau FC họ thi đấu như thế nào. Như gà mờ, một pha bóng mà chẳng có gì nguy hiểm cả. Cuối cùng hậu vệ lại đỡ lỗi rồi cuối cùng biếu không cho đội bạn bàn thắng dễ dàng. Thực sự đó là điều mà Metolo cũng đã nói, ông ấy nói rất nhiều với các hàng phòng ngự. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về mặt lối chơi của câu lạc bộ này thì mới là điều đáng nói. Rất nhiều các cổ động viên đã tỏ ra chán nản. Vừa qua thì các cổ động viên của Pau FC, rất nhiều tờ báo của Pháp đã chỉ trích đội bóng này. Và thậm chí đã có một số các cổ động viên rồi là tờ báo chỉ trích đích danh Quang Hải, cầu thủ của Việt Nam chúng ta. Đây thực sự là một điều đáng buồn. Đương nhiên chúng ta cũng đều biết rằng là cá nhân Quang Hải sang đây thi đấu thì cậu ấy đã chọn lựa một đội bóng phù hợp với cái năng lực của mình. Và cũng không phải Quang Hải cá tệ đâu. Bởi thực tế là những cái số điểm mà Quang Hải nhận được vẫn là những số điểm mà thuộc cái hạng trung bình của đội bóng này, chứ không phải là quá thấp hay quá cao. Vì vậy mà cái lối chơi của câu lạc bộ Pau FC là một cái điều gì đó mà khiến cho các khán giả, không chỉ Việt Nam mà chắc chắn là các khán giả của Pau FC, họ đang cảm thấy ngán ngẩm. Bởi nếu tiếp tục thi đấu như này thì thực sự là câu lạc bộ Pau FC có khi lại phải xuống hạng. Hiện nay thì Pau FC đã tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng tại League 2 rồi. Và sau 5 trận thì họ mới chỉ được có được 2 điểm thôi, đứng áp chót và chỉ hơn đội xếp thứ 20, đó là câu lạc bộ ST Etienne với 2 điểm. Và đặc biệt thì Pau FC là một trong 3 đội bóng chưa có bất cứ một trận thắng nào tại League 2 cả. Và trận đấu tiếp theo thì họ lại có một trận đấu trên sân khách đầy khó khăn của câu lạc bộ Caen. Thực sự đây là một điều rất đáng buồn. Còn với cá nhân của Quang Hải thì vừa qua mặc dù là chơi không quá nổi bật, thế nhưng sau khi mà trận đấu kết thúc thì cái số điểm mà Quang Hải nhận được thậm chí lại còn cao hơn cả Rexon Quang Vinh, một cầu thủ có một kiến tạo rất đẹp mắt vừa qua. Cụ thể đó là vào sân từ băng ghế dự bị thì Quang Hải được chấm 6,5 điểm và vẫn được chấm cao hơn cầu thủ Pháp gốc Việt, đó là Rexon Quang Vinh, khi mà chỉ có được 6,2 điểm thôi.
trong thất bại với tỷ số 1-2 của câu lạc bộ Po FC trước câu lạc bộ Crevelli vào rạng sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua. Và trang thống kê Sofascore.Quang Hải là 6,5 điểm. Một số điểm cũng thuộc dạng là nhóm cao bên phía câu lạc bộ UFC chứ không phải là trung bình nữa rồi. Và trung vệ đội trưởng đó là Kurasi, người mắc sai lầm trong trận thua vừa qua thì bị chấm có 5,7 điểm thôi, thấp nhất bên phía câu lạc bộ UFC. Còn một số cầu thủ như là cầu thủ Jean Labet Aran thì được chấm khoảng là 7,2 điểm, nhưng con số cũng không hơn Quang Hải là quá nhiều. Còn bên kia như đã nói thì Jackson Quang Vinh, người đóng góp công rất lớn trong bàn ấn định tỷ số với tỷ số 2-1 trước Po FC, thế nhưng chỉ được chấm có 6,2 điểm, thấp nhất đội hình bên phía Quevilly. Và hiện nay thì để nói về Jackson Quang Vinh thì đây là cầu thủ mà chúng ta cũng đã nhắc đến khá là nhiều. Với đường kiến tạo đầu tiên sau 5 trận đấu từ đầu mùa thì cũng đã giúp cho đội nhà có một chiến thắng đầu tay. Và đây là cầu thủ xứng đáng nằm trong nhóm cầu thủ chơi hay nhất bên phía câu lạc bộ Quevilly trong trận đấu vừa qua, thế nhưng lại được chấm điểm thấp nhất. Hậu vệ người Pháp gốc Việt đã trọn vẹn 90 phút không mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên và cũng không nhận bất cứ một thẻ vàng nào cả. Ngay trước trận đấu này diễn ra thì cầu thủ Pháp gốc Việt đã có một chia sẻ rằng anh đang cố gắng làm tất cả những thủ tục để có thể là có được cái quốc tịch Việt Nam và hy vọng sẽ được chơi tốt rồi được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và chứng diễn mà kiến cái màn trình diễn này, tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở và đủ cái niềm tin dành cho một cầu thủ đó là Jackson Quang Vinh, một cầu thủ mà chúng ta đã nhắc đến khá nhiều. Cầu thủ sinh năm 1997 thì hiện nay đã rơi vào khoảng 25 tuổi, một độ tuổi còn khá là đẹp để mà thi đấu dành cho màu áo của đội tuyển Việt Nam. Và hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có được cầu thủ này. Bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng rằng sẽ làm tốt những cái thủ tục nhập tịch để chúng ta có thêm những cầu thủ giỏi. Và với Quang Hải hiện nay thì với cá nhân chúng tôi thực sự đây là một điều gì đó đang rất là đáng buồn. Đương nhiên là chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần rằng là chúng ta cần có thời gian, cần có những cái cơ hội để cho Quang Hải dần dần lấy lại vị trí, rồi có những cái điểm dự phòng độ tốt. Thì hiện nay với câu lạc bộ Po FC, 5 trận mà họ chỉ có nổi 2 điểm thôi thì thực tế đây là một điều khó có thể chấp nhận được với rất nhiều các cổ động viên Việt Nam. Và thi đấu như thế này như tôi đã nói, thậm chí là câu lạc bộ này còn xuống hạng. Và nếu xuống hạng thì tôi nghĩ rằng là thôi, có lẽ rằng là Quang Hải cũng phải nên ra đi mà thôi, ra đi sớm thôi. Bởi thực tế là ai cũng rất mong muốn là Quang Hải sẽ được thi đấu ở bên châu Âu, được thi đấu ở những nền bóng đá đẳng cấp. Thế nhưng với câu lạc bộ Po FC, với những gì đã trải qua, kể cả những trận đấu giao hữu nữa, thì thực tế là cái niềm tin của các cổ động viên Việt Nam, sự ủng hộ dành cho Po FC đang đi xuống khá nhiều. Và trong trận đấu sắp tới, một trận đấu còn khó khăn hơn nhiều với một đối thủ mạnh hơn, lại phải thi đấu ở trên sân khách, thì thực sự là khó để cho các cổ động viên của Po FC họ có niềm tin rằng đội bóng này sẽ tiếp tục làm lên một cái điều gì đó để níu kéo được cái niềm tin của người hâm mộ, thực sự là khó khăn. Còn chứng kiến Quang Hải đang chật vật và khó khăn tại câu lạc bộ này, thực sự đó là một điều mà chúng tôi, quý vị và bạn cũng đang cảm thấy buồn. Và nhiều người cũng nói rằng là có khi Quang Hải cứ thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC thì lại tốt hơn. Thế nhưng không, tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy có thêm một sự kiên nhẫn và hy vọng rằng Quang Hải sẽ cố gắng thi đấu tốt cùng với các đồng đội của mình. Bởi dù sao thì sang nước ngoài thi đấu như đã nói, những khởi đầu đương nhiên là rất khó khăn. Quang Hải thì thậm chí hơn rất nhiều cầu thủ khác khi mà có được những cơ hội ra sân như thế này. Vì vậy mà chúng ta có lẽ rằng với những cổ động viên Việt Nam hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa thì chúng ta sẽ có được một cái nhận định chính xác nhất, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào với những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tụi mình nhé. Tới đây thì bản tin của tụi bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tụi bóng đá.